bạn sẽ làm gì hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2022? Tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết từ 20:30 đến 21:30 thứ Bảy ngày 26 tháng 3 năm 2022. Tuyên truyền cho bạn bè, người thân cùng tham gia. Không chỉ tắt đèn trong 1 giờ, tạo thói quen tiết kiệm năng lượng mọi lúc, mọi nơi. Sử dụng thiết bị điện hiệu suất cao. Tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo. Di chuyển bằng phương tiện ít phát thải như xe đạp, xe buýt. Thực hành lối sống bền vững, hạn chế túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần. Trồng cây xanh, phân loại rác. Chụp lại các hoạt động và đăng lên trang cá nhân của bạn với hashtag Giờ Trái Đất. Kiến tạo tương lai. Bây giờ hoặc không bao giờ. Theo dõi hướng dẫn tiết kiệm điện trên kênh thông tin của Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.